Thưa quý vị, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 23 2021 một ttg ngày 7 tháng 7 năm 2021, quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong dịch COVID-19. Chương trình Vì Trẻ Em và Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 đã nhận được một số câu hỏi của các bậc phụ huynh và những người làm công tác trẻ em. Chương trình ngày hôm nay đã kết nối với bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để cùng giải đáp. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà Vũ Thị Kim Hoa, một khán giả ở Sơn Động, Bắc Giang có đặt câu hỏi về cho chương trình. Tôi có con là F0 được điều trị COVID-19, hiện đã khỏi bệnh và được trở về gia đình. Vậy theo quyết định số 23, con của tôi sẽ được hưởng những chính sách hỗ trợ nào ạ? Đối với trường hợp của con bạn, nếu con bạn điều trị uh, nhiễm COVID-19 trong thời gian bắt đầu từ 27 tháng 4 năm 2021 thì con bạn sẽ được hưởng một số các chính sách quy định tại quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong dịch Covid-19 trong trường hợp con bạn là trẻ em tức là người dưới 16 tuổi theo quy định của luật trẻ em thì con bạn sẽ được hưởng một số các chính sách sau thứ nhất sẽ được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng một người một ngày trong thời gian điều trị và không quá 45 ngày. Thứ hai sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một trẻ. Thứ ba, nhà ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo các cái chi phí ngoài các chi phí phạm vi chi trả của bảo hiểm uh, chi phí khám bệnh chữa bệnh uh, khi trẻ không có thẻ bảo hiểm y tế. Uh, trong trường hợp con bạn trên 16 tuổi thì con bạn sẽ được hưởng uh, hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng một người một ngày trong thời gian điều trị và không quá 45 ngày. Vâng, một khán giả ở Nậm Pồ, Điện Biên thì có đặt câu hỏi. Tôi có con học tiểu học đã thực hiện cách ly y tế 14 ngày trong tháng 5 vừa qua tại trường. Vậy theo quyết định số 23, con của tôi có được nhận những chính sách hỗ trợ hay không và tôi cần phải làm những hồ sơ giấy tờ như thế nào ạ? Đối với trường hợp của con bạn thì con bạn sẽ được hỗ trợ uh, tiền ăn 80.000 đồng một người một ngày và trong trong thời gian là 21 ngày. Uh, ngoài ra thì con bạn sẽ được hỗ trợ một triệu đồng uh, một trẻ đối với hồ sơ thủ tục để có thể là thực hiện uh, cái việc hỗ trợ này thì thứ bạn phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm thứ nhất là uh, quyết định uh, cách ly y tế ở ở cơ sở hoặc ở tại nhà do cơ quan có thẩm quyền quyết định thứ hai là uh, giấy hoàn thành cách ly y tế thứ ba là chuẩn bị một số các cái giấy tờ sau, giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh hoặc hộ chiếu, biên nhận thu tiền ăn đối với trường hợp cách ly y tế tại các cơ sở. Vâng, một người dân đã gửi về tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 câu hỏi như sau: đối với những trẻ em thuộc diện f0 và f1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành việc cách ly tại nhà hoặc cách ly tại các cơ sở thì cơ quan nào sẽ tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chi trả hỗ trợ? đối với trẻ em F0, F1 đã kết thúc điều trị và hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở thì cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sẽ nộp hồ sơ của trẻ em F0 và F1 tới Ủy ban Nhân dân xã nơi cư trú thời hạn gian nộp hồ sơ chậm nhất hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 trước ngày mùng 5 và ngày 20 Hàng tháng, Ủy ban nhân dân xã sẽ tổng hợp và lập danh sách của trẻ để trình Ủy ban nhân dân huyện. À, trong 02 ngày làm việc thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổng hợp danh sách và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Và trong không hai ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phê duyệt danh sách và chỉ đạo chi trả hỗ trợ. Vâng. Sau đây là câu hỏi của khán giả đến từ bà Diệu, Vũng Tàu. Đối với những trẻ em đi về từ vùng dịch, phải thực hiện cách ly nhưng không nằm trong diện F0 và F1 thì có được hưởng những chính sách hỗ trợ theo quyết định số 23 hay không ạ? Theo quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng trẻ em được hỗ trợ của quyết định là trẻ em F0, F1 điều trị và hoặc cách ly y tế từ ngày 27 tháng 4 cho đến 31 tháng 12 năm 2021 vì vậy theo câu hỏi của bạn thì con bạn không thuộc nằm trong đối tượng hỗ trợ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay và đem đến những chia sẻ vô cùng hữu ích. Chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin mà bà Vũ Thị Kim Hoa vừa giải đáp sẽ giúp cho các trẻ em mỗi gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể dễ dàng hơn để tiếp cận với những chính sách hỗ trợ của nhà nước.